Xin chào, trong thời gian 2 giây, bạn hãy đọc tên lá cờ ứng với mỗi quốc gia. Đố các bạn trả lời đúng hết đấy. Hãy bắt đầu nào. Đây là lá cờ của quốc gia nào? Angola, Antigua và Barbuda, Antilles thuộc Hà Lan, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Bonaire, Brazil, Chile, Colombia, Cộng hòa Dominican, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana thuộc Pháp, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, quần đảo Cayman, quần đảo Falkland, quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich, quần đảo Turks và Caicos, quần đảo Virgin thuộc Anh, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent và Grenadines, Saint Barthélemy, Saint Martin, Suriname, Trinidad và Tobago, Uruguay, Venezuela. Bạn đã đoán đúng được bao nhiêu lá cờ? Hãy cho mọi người cùng biết nào. Na